Khi mà đã nóng lên rồi rất là cục tính, nói chuyện mà không có sợ vợ tổn thương cái gì á. Rồi đến lúc mà tức quá không gì được thì coi như là đập đồ. Chồng tức quá thì đập đồ, em tức quá em làm cái gì? Em ném gối. Ném luôn. Vợ em mới cầm cái gối á, xén mặt em, cái kính của em nó mới cứa một đường vô cái mặt em á. Đó là em mới tức quá, em mới đè vợ em ra đánh vô mông hai cái. Mà đánh đâu? Nhưng mà đánh vào mông á là có suy nghĩ rồi đó. Chứ còn em tên là Đinh Đức Hiếu, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang là công nhân viên. Hiếu, 26 tuổi. Hiếu, gặp bạn áo xanh này tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Xuân Sa, năm nay em 26 tuổi, em đang là công nhân viên văn phòng. À, một người là nhân viên, một người nhân viên văn phòng. À, thế thì hai bạn chắc có lẽ là quen nhau từ cái thời mà đi học hay là đi làm chung với nhau rồi mới gặp nhau? Dạ, bọn em là quen nhau từ thời đi học. À, bọn em học chung trường năm lớp 9. Hồi đó thì bọn em chưa thích nhau đâu. Dạ. Đến lúc mà năm lớp 11 á, em bắt đầu thích vợ em. Lúc đó là mới có là thích nhau chứ là chưa có yêu nhau gì đúng không? Dạ, chưa. Lúc đó em chưa có thích bạn này. Chưa thích? Dạ. Chưa thích nhưng mà có ghét không? Dạ cũng ghét nhưng mà cũng không ghét lắm. Rồi đến khi nào thì bên nào mới chính thức là tỏ tình với bên kia? Dạ đến năm nhất đại học em mới bắt đầu tỏ tình với vợ em. Thì dạ, trong lúc quen nhau thì có chuyện gì vui không? Chẳng hạn như là bạn này ghen bạn kia ghen bạn nọ. Cũng có. Em thì trước giờ rất là tin tưởng bạn này, tại vì nghĩ là bạn này chắc là rất là trung thủy với mình. Không ngờ là vô tình một lần là em lên Yahoo chat thì em biết cái bát của bạn này. Thì em vô thì em mới thấy là bạn này đang nói chuyện với một chị, nhưng mà không gọi là xưng chị em mà là xưng tên thôi. Thì nói chuyện như kiểu là đá qua đá lại. Thì em tức quá, em gọi điện nói là bây giờ tới đây nói cho ra lẽ xem thử thế nào. Rồi cuối cùng cái lẽ đó là làm sao? Dạ, sau hồi nói chuyện với nhau thôi, vợ em cũng có những cái lời khó nghe. Thì khó nghe là sao? Anh không hiểu tế, không tốt, nói chung là đểu gì đó. Em thì em không có gì hết, em chỉ là nói chuyện vui thôi. Thì em mới bực quá, em mới mắng lại. Lúc đó là vợ em mới cơ bảo nếu mà như vậy thì thôi chia tay. Dạ. Mắng sao? Chuyện đó chuyện bình thường, có gì đâu mà làm ầm lên như vậy. Em tức quá lắm, vậy thôi chia tay đi. Xong rồi em đi bỏ đi, em đi lòng vòng trong công viên. Rồi chắc chắn là chia tay rồi, hai bạn không thể nào mà xa được. Và thế là gặp nhau, đúng chưa? Dạ. Gặp nhau, hàng gắn lại với nhau, đúng không? Nếu mà tôi đoán sai thì chắc chắn hai bạn đâu. Lúc đó thì em ngồi mình, thế là em nghĩ bảo nó cái gì mình cũng sai. Em cũng lớn tiếng với bạn gái em. Thế là em mới đi kiếm lại, kiếm bạn gái em rồi làm lành. Làm lành lại với nhau. Dạ. Rồi bao lâu thì hai bạn mới cưới nhau? Dạ sau 6 năm, hơn 6 năm. Rồi tụi em là ở với nhau là bao lâu rồi? 10 tháng ạ. 10 tháng, quá son rỗi luôn á. Dạ. Ở trong 10 tháng cái gì có những cái phát hiện về ông chồng này khiến em vỡ mộng? Mặc dù là đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều, em không nghĩ là vỡ mộng nhiều vậy. Nhiều lắm hả? Bạn này thì khi mà đã nóng lên rồi rất là cục tính, nói chuyện mà không có sợ vợ tổn thương cái gì á. Rồi đến lúc mà tức quá không gì được thì coi như là đập đồ. Chồng tức quá thì đập đồ, em tức quá em làm cái gì? Em ném gối. Ném luôn. Có lần nào mà to tiếng mà xích tan vỡ không? Dạ cũng có. Chung mà ai? Ai? Dạ bạn này. Đợt đó thì cũng từ cái chuyện mà không được hòa hợp, bọn em cũng khó chịu trong người sẵn rồi. Thế là bữa đó gây ra cãi nhau, vợ em mới cầm cái gối á, xén mặt em, cái kính của em nó mới cứa một đường vô cái mặt em á. Thế là em mới tức quá, em mới đè vợ em ra đánh vô mông hai cái. Mà đánh đâu? Nhưng mà đánh vào mông á là có suy nghĩ rồi đó, chứ còn không suy nghĩ là đánh những chỗ khác. Đánh chỗ khác ghê hơn, nguy hiểm đúng lắm không? Rồi sao? Thế là vợ em mới tức quá, kêu em là Vũ Phu, đòi chia tay. Lúc đó em cũng bực, em bảo là vậy chia tay luôn. Nhưng mà sau đó thì bọn em ngồi nguôi hồi, thế là làm lạch. 10 tháng lấy nhau mấy lần đòi ly dị rồi? Dạ 2 lần. Vậy chắc là lần thứ 2 là nó còn nặng hơn nữa đúng không? Dạ lần thứ 2 là bạn này viết đơn đồ bài bản hết rồi. Giờ kêu là mai in ra rồi đưa em ký rồi gửi đi luôn. Rồi có ký không? Bữa đó chồng em đi nhậu về. Bình thường á là cứ hàng tối trước khi đi ngủ hai vợ chồng thường tâm sự nói chuyện với nhau trong một ngày. Nhưng mà bạn này đi nhậu về xong á lăn ra ngủ cũng không hỏi han em như thế nào. Em tức, em nói bạn này thì có men trong người rồi, bạn tức nói á, em quá đáng, về nhậu xỉn cũng không cho ngủ nữa, hành hạ này nọ, không thấy thoải mái, lúc nào cũng phải làm theo ý của em, thấy cuộc sống ngột ngạt quá đi, thôi ly dị đi. Xong rồi tự bật laptop lên, xong soạn ra đơn xin ly dị rồi đó, rồi chia tài sản này kia là đầy đủ hết tất cả các mục. Em á thì không phải hay đi nhậu, vài tháng em mới đi một lần. Bữa đó thì em cũng không phải đi nhậu nữa, em đi đám cưới. Sau đó thì em mệt, thế là em muốn đi ngủ.
Mà trước đó thì cũng có mấy vụ rồi là giống như là vợ em cũng không muốn cho em đi. Em có cảm thấy là giống như là mình bị quản lý kể về giờ giấc thời gian với các loại. Thì em mới bắt đầu cãi nhau với vợ em. Đó em cảm thấy nó ngột ngạt lắm, sống như vậy nó khó chịu. Em cũng muốn là nhớ vậy thôi mình chia tay. Em mới ra viết đơn để cho vợ em ký. Nhưng mà lúc đó là em muốn thật không? Dạ, muốn thật không? Nếu vợ em ký bữa đó là không chừng ly dị rồi hả? Chắc vậy chị, tại vì thấy là nhìn em với cái mắt thấy giống như ghét bỏ em rồi đó. Tự nhiên lúc đó em cảm giác sợ. Chuyện thì không có gì, chồng mình đang yêu thương mình tự nhiên viết đơn ly dị rồi nhìn mình với ánh mắt như vậy. Em rất là lo sợ. Rồi. Xong rồi em xuống nước, sau đó thì hôm sau chồng em cũng nguôi giận. Nhưng mà 6 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy. Cứ giận ghê lắm á nghe. Cứ giận cái đòi ly dị giống như giận cái nghỉ chơi vậy. Bây giờ hai em còn chưa có em bé, nhiều khi á mình tức lên vậy, ví dụ mai mốt có em bé rồi sao ly dị rồi tội nghiệp nó không? Dạ không, em nói với vợ em là cái em bé rồi là có muốn ly dị không, em không cho ly dị. Khôn ghê. Bảo vậy giờ còn em, em phát hiện và vỡ mộng ở cái cô này là nhiều điều không? Dạ nhiều quá anh, mỗi lần mà em tới chơi á là nấu ăn cho em từ A đến Z hết đó, không có vợ em làm gì đó. Nhưng mà đến lúc cưới về rồi á, cái gì mà vợ em không thích làm là đưa cho chồng làm. Còn cái gì mà thích làm thì mới làm. Còn thích đi chơi lắm anh, ham vui, lúc nào cũng muốn đi chỗ này chỗ kia. Nhiều khi bỏ chồng nhà luôn. Vậy á? Dạ. Ủa rồi lúc mà yêu nhau tới 10 năm mà không hiểu về nhau nhiều hả? Dạ cũng hiểu nhiều nhưng mà chắc là do chưa chấp nhận được nhau. Bây giờ thì như thế nào? Dạ bây giờ thì cũng đỡ hơn nhiều so với hồi mới cưới. Hồi mới cưới là cứ chắc phải một tuần, hai tuần là cãi nhau một lần. Thế thì bây giờ em muốn ở cô vợ của em là thay đổi điều gì? Bớt ham vui đi, quan tâm đến gia đình hơn. Vậy lại cái gì giận thì cứ nói. Cứ mỗi lần mà vợ em giận lên hay im không có nói, hỏi không có trả lời. Mà đến khi hai đứa cãi nhau rồi mới chịu nói ra, lúc đó thì cũng muộn rồi. Thì bây giờ em nói thẳng với bà đi. Em có nói rồi. Vậy nó thẳng quay lại nói cái nữa đi. Đó, mỗi lần mà em có giận gì anh á thì em nói cho anh biết, chứ đừng có im suốt ngày cứ vậy. Thì đến khi hai đứa cãi nhau rồi á, nó lớn chuyện ra thì lúc đó khó giải quyết. Nếu mà đồng ý thì bắt tay cái đi. Rồi bây giờ em có điều kiện lại gì với ông chồng em nữa không? Bớt nóng tính lại và biết kiềm chế từ lời nói tới hành động của mình. Em rất là sợ những lúc mà chồng em bực. Vậy hả? Dạ. Là lúc mà chồng em bực là chồng em đập đồ? Đầu tiên là nói. Nói chung nói khó nghe không? Dạ nói cũng khó nghe chị. Ví dụ cô với tôi hay là tao với mày? Dạ cô với tôi là thường xuyên luôn. Anh cứ cô với tôi là nghe. Em nghe là em là thấy nóng rồi thì làm sao mà kiềm chế được. Rồi cũng tức quá thì cũng nói bậy. Dạ. Chửi bậy hả? Dạ. Thì giờ chị chỉ em cái chiêu nè. Lúc nào em bực quá đi, em nói nặng, em nói cái giọng Phú Yên á, đúng giọng quê em á, em nói nhanh chút để cho nó xả cho em thôi, còn vợ em không nghe được gì hết trơn. Nghe đi. Cho nó khỏe, hiểu không? Với lại cái nữa, cái vợ của em á, hai người là bằng tuổi đúng không? Dạ bằng tuổi. Là đờn ông mà. Khi mà em cứ mở lời em nói chữ ly dị là em bị yếu cơ rồi đó. Phụ nữ á, khi người ta bị dồn quá đó, ta không còn chuyện gì, ta không còn sức đề kháng nữa. Ta nói vậy thôi được được, tôi anh ly dị đi. Đó là ở cửa miệng của phụ nữ. Còn nếu mà đàn ông mà em cứ nói đi nói lại cái từ ly dị á là em bị yếu cơ đó. Cho nên rằng trong đầu em đã không có ý định ly dị thì đừng bao giờ nói ra điều đó nữa. Hứa vợ đi. Dạ thì anh cũng hứa với em á là có chuyện gì á thì hai đứa sẽ cố gắng giải quyết, chứ không có quá nóng giận để mà nói ra những cái câu như là ly dị hoặc là những lời khó nghe nữa. Dễ thương ghê không? Dễ thương gì đâu á, thiệt đó. Hai lần hứa rồi đó nghe. Hôm nay mọi người làm chứng hết trơn rồi đó, hứa là phải làm đó nha. Quân tử nhất ngôn đó nghe. Nhớ chưa? Về vui vẻ với nhau còn có con nữa chứ nha. Dạ. Rồi, xin cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh chị. Em phải ưu xin anh đâu. Vợ em mới cầm ly nước ném vào người em. Tay đụng chân là điều số 1 luôn. Vợ em không thích rửa bát. Nhật Bản mà chơi còn Việt Nam đứng thứ mấy đó mà chơi năm. Ủa lớp hạnh phúc là chọn lựa kìa, phải lựa không chọn em? Lựa chọn hả? Là lựa chọn phim và hạnh như phúc là lựa chọn. Bây giờ anh không được nói một lời không? Rồi lựa chọn anh sạc pin giùm anh cái tôm. Năm bốn 3, 2, 1, đều. Anh Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son phiên bản lớp
hạnh phúc là lựa chọn. Và trước khi chương trình bắt đầu, Thường xin cảm ơn nhà đồng hành cùng với chương trình Thương Hiệu Lớp với thông điệp hạnh phúc là lựa chọn. Chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện hạnh phúc đầu tiên của cặp vợ chồng số 1. Rồi, chào hai em đến với chương trình. Dạ con cũng chào cô Hồng Văn với chú Thuận ạ. Trời ơi, nhìn cô dâu thấy cá tính quá ha. Cá tính quá. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ chắc xưng con đi ha. Xưng con được không? Dạ. Con tên là Trung, làm marketing rồi đồng thời làm quay phim cho cô dâu. Từ đó giờ. Có nhiêu tuổi rồi? 35 rồi. 35. Wow, sao con trẻ dữ vậy? Dạ, thực sự với cái tuổi 88. Ôi ôi, cái mặt này giống như là cỡ chừng 28, 29 thôi đó. Nói 35 chứ mình đứng hình vậy. Tại mình lớn hơn bé nó có 8 tuổi. Đúng rồi, tôi 79. Đó, con mặt không kệ cô chú cũng được, không sao cả. Giờ đi đâu ai cũng gặp tôi cũng kêu cô chú thôi. Không phải, cái vấn đề đặt ra là vì người ta không biết năm sinh thực tế của mình. Người ta chỉ nhìn mình qua cái hình ảnh trực diện thôi. Trời ơi. Đó, một cái phiên bản trực diện như thế này thì nhìn như chú Thuận với cô Vân là đúng rồi. Không kệ, không sao cả. Chú Thuận đứng đắn nghe quá. Nghe nó chú Thuận rất là nó đứng khớp đắn. Nó rất khớp cô Vân và chú Thuận. Đúng không con? Chú Thuận đứng đắn quá. Mình né chữ già, con hiểu không? Đứng né cái chữ đó ra. Đứng quá, đúng quá. Thôi được rồi, chú chào con nghe. Dạ, con rồi, bạn gái. Dạ, con là con tên Duyên. Con làm giáo viên về phun xăm và con đồng thời là YouTuber ạ. Tại vì hồi nãy khi Trung giới thiệu á là làm quay phim cho cô ấy thì mình đã nghĩ ngay trong đầu là chắc cô bé này cũng là một là YouTuber hay là streamer hay là TikToker gì đó. Không ngờ tôi dự đoán cũng hơi đúng. Hơi đúng ha. Đúng rồi. Tattoo hả? Dạ con làm về phun xăm. Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Duyên. Duyên. Dạ. Hàng Trung. Gì? Dạ. Hàng gì thấy cái vết xăm nó rất là nghệ thuật. Rồi giờ xin bây giờ chú hỏi nghe là hai vợ chồng gặp nhau cơ duyên nào mà đưa đẩy hai đứa gặp nhau, và lần đầu gặp thì cô ấy có xăm nhiều như thế không và có ấn tượng gì về cổ không? Gặp vợ bây giờ đó, là Duyên á, thì thời điểm đó là con có quen hai người bạn. Thì lúc đó là qua nhà hai người bạn để mà tư vấn làm marketing thôi. Chứ mình cũng chả có ý định là được mai mối nữa. Thì xong cái đang làm xong việc rồi thì cô vợ á thì mới gọi điện thoại. Là bé Duyên đây. Cô vợ của bạn á. Cô vợ của bạn. Vợ của bạn. Vợ của bạn á. Vợ của bạn. Chồng vợ của bạn. Dạ. 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 Rồi hiểu rồi. Dạ con xin Duyên cho dễ. Thì mới gọi cho Duyên kêu là ê bà có ông này làm marketing hay lắm, qua đi. Làm như gọi thầy xong cái mới kêu kêu cô qua. Thì vợ con lúc đó thì cũng phải lúc đó giống mới ngủ trưa dậy á. Thì cũng chưa make up gì hết. Chưa có làm gì hết trơn. Gặp cô một cái trường hợp rất là bình thường, rất là thoải mái luôn, mặc áo ngủ áo phông ngủ. Rồi cứ thế mà qua nhà bạn chơi thôi, giống dạng vậy. Rồi xong đó là cái cơ duyên để mà gặp được. Nhưng mà khi mà con gặp, con có ấn tượng gì về cô gái này không? Giống như nãy cô gặp là cô thấy cô dâu hơi có cá tính à nha. Thì lúc đó là cảm xúc của con như thế nào? Giống như là thời điểm đó là dúng nét đẹp chân chất luôn. Không hề có make up, không hề có gì mà nên nét đẹp nguyên con thủy. Thích không? Đúng không? Con thích không? Lúc đó thì chưa có ấn tượng. Nhưng mà có thích cái kiểu phụ nữ đâu. Con thích phụ nữ sửa hay không sửa, make up hay là không make up, cái kiểu vậy đó. Đối với bản thân con là giống như là cái cá tính với lại cái tư duy là đầu tiên. Còn cái vẻ đẹp thông thường từ từ tính sao. Đúng rồi. Thôi bây giờ có nghĩa là lần đó là gặp một cô gái buổi sáng thức dậy vẫn còn rất là mộc mạc, mặc áo phông ngủ đó, vẫn là xuất hiện trước mặt mình. Nhưng mà tại vì lúc đó cũng chưa đúng không? Là tại vì được cô bạn kêu gọi là mai cho anh này thì chắc chắn là phải xuống rồi, mới để ý ông này đó. Không, đâu có làm ai. Không
Mai là bạn Mai là có cái ông làm thì đúng rồi, công ty rất là giỏi. Chứ không phải là Mai hả? Dạ không phải là Mai. Tức là bạn nó nghĩ là muốn ra cái thời điểm đó là con đang cái thời điểm thất nghiệp, con mới đang thất nghiệp luôn, con mới nghỉ việc ở học viện thì cũng là đang ngủ trưa, cũng chính xác là ngủ trưa, tầm cỡ tầm 1 đến 2 giờ chiều quá. Trưa rồi chứ. Từ sáng đến chiều luôn vậy á. Thì cái thời điểm đó mắt nhắm mắt mở mà con nghe điện thoại anh luôn, cái gì là tôi có quen ông này làm marketing này, bỏ qua đi, con nghĩ là không trai đâu, con nghĩ là công việc thôi. Là mai dạ mới cái đầu tóc thì nó buồn xù rồi, ba cái đôi dép thì nó rất là xấu luôn, mà nó không có đang nghĩ gì hết á, trong tâm trạng là đi gặp công việc để mình dạ, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà gặp anh ấy thì có ấn tượng gì với cái bề ngoài của anh ấy? Cái gì cả luôn. Nếu lòng một buổi gặp mặt nhạt nhẽo. Nè, không có một ấn tượng gì về nhau. Nhưng mà có nói công việc với nhau có hợp hay hợp luôn. Ngay đầu là hợp luôn. Hợp luôn. Rồi sau đó chắc chắn là sẽ có những cái buổi tiếp theo. Và đến khi nào thì Trung mới có cảm tình của cô gái này? Em hẹn sau. Ngày đó là chốt đơn luôn đó. Qua ngày sau mà. Đâu, tức là phải chốt đơn thì mới có cái ngày hôm sau chứ. Ủa, cái lần đầu tiên gặp là có cảm tình đó. Cái nghề này đối với em á, là em có thấy em thích, em có đam mê với nó hay không? Thích rồi. Và đam mê nó khác nhau thì em thích hay đam mê. Cái thứ hai là nếu con trả lời sao từng câu, con trả lời sao? Dạ con nói con đang con rất là đam mê với nghề. Đam mê. Rồi dạ. Câu thứ hai, câu thứ hai của đếm đi con, đếm đi. Câu hỏi thứ hai á, là con có hỏi cổ là nếu như mà có gặp khó khăn gì thì em có thực sự em có đi đến hết chặng công việc hay không? Hay là bỏ ngang? Con trả lời sao? Con quyết tâm đi tới cái cuối tới cùng. Tới tận cùng. Rồi. Cái thứ ba là thực sự em mong muốn trở thành ai ở trong cái nghề của mình. Nó ý là vậy công việc. Rồi trả lời sao? Con là người dẫn đầu. Alo. Lỗ quá vậy, giống như là nó không muốn quay tiếp nữa đó. Quay nhiều quá đó. Mặt quá trời có mình ngủ á. Con cái lưới à. Ngủ đứng, ngủ ngồi gì đều ngủ được hết á. Ngày quay 2 số đi. Bình thường là quay một khối, hai khối, chín cặp, nay cặp, cặp, chín cặp. Ủa rồi, cái nước lại về. Ủa rồi, cái nước mà 1 ngày, cái nước tiếp 18 khách đi. Ngồi nói thì nghe 18 khách nói chuyện. Tao 1 ngày con không nói nhiều lắm. Mà nói trong cái chuyện này, nói trong cái ngoài cảnh này. Dạ, đây nói liên tục đuối. Đây, rất thuộc cái này. Được chưa? 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Rồi. Khoan đã, kiểm tra tiếng lại đi. Anh ơi, anh đến từ lục thời điểm với em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó lỗ rồi thôi. Cái gì nữa còn, có tóc không? Có lên tay không? Chưa? Chưa? Rứa bệnh.
ông cũng nhớ được thì cần làm cái màn thôi. Dán cái tấm kiếm mà ở đây nhìn vô được mà ở cảnh nhìn ra được. Đã có cái chơi đó. Dạ, như mẹ đạo diễn đẹp lắm, cái gốm.